trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn trận đánh nông sơn trung phước đập tan cánh cửa thép tây nam đà nẵng mùa hè năm 1974 từ miền bắc nguyễn trơn trở lại chiến trường khu 5. anh vừa được triệu tập ra thủ đô hà nội dự một lớp tập huấn do bộ tổng tham mưu tổ chức nhưng sau khi ra đến nơi được kiểm tra sức khỏe được đưa đi nghỉ ở bãi cháy để chuẩn bị bước vào khóa học thì anh lại nhận được lệnh trở về hà nội nhận nhiệm vụ mới tại cơ quan bộ tổng tham mưu anh được gặp đồng chí Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng, người thầy mà anh hết lòng yêu kính từ khi còn học ở trường sĩ quan lục quân. Thầy trò gặp nhau, chưa hết nỗi vui mừng, thì thầy đã nói. Cậu về lại khu 5, chuẩn bị đánh nông sơn Trung Phước, phối hợp với sư đoàn 304 đánh Thượng Đức. Lời của thầy cũng là mệnh lệnh của Thượng Cấp, Nguyễn Trân chỉ kịp chúc sức khỏe thầy rồi vội vàng từ biệt để lên đường về Nam. Từ Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, anh trở về với sư đoàn hai thân yêu sau một thời gian dài xa cách, được gặp lại bao đồng đội, chiến sĩ tình thân như anh em ruột thịt. Anh siết chặt tay Nguyễn Huy Trương, người bạn chiến đấu gắn bó với anh như hình với bóng từ sư đoàn 2 qua sư đoàn 711, rồi bây giờ cả hai cùng trở lại sư đoàn 2. Sau cuộc họp bộ tư lệnh sư đoàn, Nguyễn Huy Trương đến gặp anh, hỏi thăm tình hình sức khỏe và tin tức gia đình ở miền Bắc. Hai người bạn thân thiết lại có dịch ngồi bên nhau tâm sự. Nguyễn Huy Trương nói với anh, Tuy hiệp định Paris đã ký rồi, nhưng chiến tranh chưa biết khi nào mới kết thúc. Anh năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, có lẽ cũng đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện vợ con. Trong sư đoàn ta hiện nay có rất nhiều cô trẻ đẹp, anh coi có đám nào ưng ý, tôi sẽ đứng ra lo liệu cho. Hoặc là ở ngoài sư đoàn cũng được. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, giọng Nguyễn Trơn hơi xúc động, nhưng mà tôi nghĩ, đời chiến binh của chúng ta, sống chết chưa biết lúc nào. Nếu lập gia đình, lỡ có chuyện gì thì chỉ làm cho người phụ nữ thêm đau khổ. Vì vậy, tôi định khi nào kết thúc chiến tranh, mà may mắn tôi còn sống, thì lúc ấy mới tính đến chuyện vợ con. Nguyễn Huy Trương im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Từng sống với nhau nhiều năm, anh biết tính Nguyễn Trơn rất kiên quyết, đã nói là làm, không khi nào thay đổi quyết định đã nói ra. Thấy Nguyễn Huy Trương im lặng, Nguyễn Trơn sợ bạn buồn, liền pha trò. Anh yên tâm, đến lúc ấy thế nào tôi cũng nhờ anh đứng ra làm ông mai. Cả hai người cùng cười vang. Nguyễn Trơn nói thêm: "Về chuyện ký hiệp định, tôi nghĩ ký là ký vậy thôi, chứ thật ra đối với bọn xâm lược thì dù cho có ký 10 cái như hiệp định Paris thì cũng chỉ là giấy lộn. Cho nên, là người lính, chúng ta có nhiệm vụ phải đánh gục kẻ thù trên mặt trận thì mới mong bảo vệ được tổ quốc, giải phóng được quê hương." Nguyễn Huy Trường rất tâm đắc với nhận định của Nguyễn Trơn. Nhận định ấy chứng tỏ Nguyễn Trơn là một cán bộ quân sự có ý thức chính trị cao quan điểm chính trị kiên định, vững vàng, quyết tâm xuyên suốt, không mơ hồ trước các thủ đoạn lừa bịp của địch. Vào thời điểm này, vùng giải phóng khu 5 đã được mở rộng, nối liền từ vùng đồng bằng và vùng rừng núi Trị Thiên vào đến Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngoài một số thị thành, quân Ngụy còn chiếm giữ một số cứ điểm chiến lược cắm sâu vào vùng giải phóng, từ đó nóng ra càn quét lấn chiếm, gây nhiều tổn thất cho các lực lượng cách mạng. Nông Sơn, Trung Phước là một cứ điểm như vậy. Để khai thông hành lang an toàn ở miền Tây hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà, đập tan cánh cửa thép phòng ngự phía Tây Nam Đà Nẵng, gồm các cứ điểm liên hoàn Nông Sơn Trung Phước, An Hòa Đức Dục, Thượng Đức, sư đoàn 2 được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt địch trong cứ điểm Nông Sơn Trung Phước, đánh và tiêu diệt cứ điểm chi khu quân sự Thượng Đức. Nông Sơn là một ngọn núi nằm ở bờ Bắc sông Thu Bồn, cao độ 298m, cách khu công nghiệp An Hòa, Đức Dục 11 cây số về phía Tây cách núi Cà Tang và ấp chiến lược Khánh Bình khoảng 2 cây số. Trong lòng núi có mỏ than, thường gọi là mỏ than Nông Sơn, được khai thác từ thời Pháp thuộc. Sau năm 1954, Nông Sơn được địch xây dựng thành một cứ điểm phòng thủ kiên cố, kết hợp với Trung Phước nằm bên bờ nam sông Thu Bồn, thành một tuyến phòng thủ quan trọng bảo vệ phía tây nam Đà Nẵng. Cứ điểm Nông Sơn rộng khoảng 2 hectare, được xây dựng vững chắc với 9 lớp rào, 41 lô cốt, nhiều hầm ngầm nối thông với các công sự kiên cố bằng hệ thống hào giao thông chẳng chịt trong cứ điểm. Dựa vào địa thế hiểm trở của cứ điểm, địch thường hoanh hoang tuyên bố, khi nào nước sông Thu Bồn chảy ngược thì Việt Cộng mới chiếm được Nông Sơn. Chấn giữ Nông Sơn là tiểu đoàn biệt động biên phòng số 78, có một trận địa pháo 105 ly. Trung quanh Nông Sơn còn có 11 điểm ngoại vi như Khương Quế, Phường Dạnh, Trung Phước, Thôn Bảy Sơn Thọ, Thôn Bốn Sơn Phúc, Khương Bình, Ninh Hòa, Mỗi cứ điểm có một hoặc hai trung đội bảo an, dân vệ chốt giữ. Riêng cứ điểm Cà Tang cao 462m ở phía tây, do một trung đội biệt động quân của tiểu đoàn 78 thay nhau chốt giữ. Ngoài ra, sư đoàn ba bộ binh ngụy và các liên đoàn biệt động quân đóng chung quanh đà nẵng, sẵn sàng ứng cứu cho nông sơn khi cần thiết. Dự kiến khi có chiến sự, địch có khả năng điều đến khu vực này từ 4 đến 6 trung đoàn. Bên cạnh đó còn có sự chi viện hỏa lực tối đa của các trận địa pháo ở Quế Sơn. Ái Nghĩa và các loại máy bay túc trực ở sân bay Đà Nẵng. Để giúp sư đoàn 2 hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định tăng cường cho sư đoàn, trung đoàn 36 bộ binh, hai đại đội pháo 85 ly nòng dài, một đại đội liệu pháo 122 ly, một đại đội liệu pháo 105 ly, một đại đội cối 160 ly, một đại đội tên lửa có điều khiển B-72, một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, ba xe tăng PT-85. Qua nghiên cứu thực địa và tình hình địch ta trong khu chiến, Nguyễn Trơn quyết định trận đánh sẽ được tiến hành theo hai bước. Bước 1, dùng một lực lượng nhỏ bí mật tập kích các chốt điểm vòng ngoài do bọn bảo an chốt giữ, giải phóng khu vực Trung Phước trước, hình thành thế bao vây diệt địch, không cho tiểu đoàn 78 chạy thoát, đồng thời sẵn sàng đánh quân phản kích địch từ An Hòa kéo lên. Bước 2, tiến hành vây ép, tấn, phá, triệt, diệt, giải quyết gọn tiểu đoàn 78 ngay trong cứ điểm bằng một trận hiệp đồng binh chủng. Theo lệnh của Nguyễn Trơn, đêm 16 tháng 7 năm 1974, tất cả các đơn vị trực thuộc và phối thuộc chiến đấu trong đội hình sư đoàn 2, bí mật hành quân tiếp cận các mục tiêu đã được phân công trước. Các trận địa pháo được đưa lên chiếm lĩnh các điểm cao từ 4 đến 4,5 cây số. Theo kế hoạch, các trận đánh bước một sẽ diễn ra trong đêm 17, dạng ngày 18 tháng 7, nhưng vào chiều ngày 17 đã xảy ra một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến. Tại sở chỉ huy tiền phương Bộ Tư lệnh Sư đoàn, Nguyễn Trơn nhận được điện của quân báo Sư đoàn từ đài quan sát báo về. Báo cáo tư lệnh, 12 chiếc trực thăng vừa hạ cánh đổ 100 quân xuống nông sơn. Ít phút sau, có tiếng địch nói lóng trên máy PRC-25. Con cái họ đã đến nơi đầy đủ, an toàn. Đến khoảng 3 giờ chiều thì tổng số quân địch đổ xuống nông sơn lên đến một tiểu đoàn, khoảng hơn 400 tên. Tình hình diễn biến bất ngờ, phức tạp, Nguyễn Trân cho trinh sát sư đoàn bám sát, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của địch để có đối sách thích hợp, đồng thời khẩn cấp triệu tập cuộc họp bộ tư lệnh sư đoàn để phân tích, đánh giá tình huống vừa xảy ra. Anh nói, tôi báo cáo tình hình để thường vụ đảng ủy nghiên cứu, theo quân báo vừa báo cáo, đến giờ này địch đã đổ thêm một tiểu đoàn quân xuống cứ điểm Nông Sơn, hiện chúng ta chưa nắm được ý đồ đổ quân của địch và diễn biến sắp tới của chúng. Đề nghị các đồng chí xem xét, đánh giá việc này và cho ý kiến. Cuộc họp đang thảo luận sôi nổi thì bộ phận thông tin sư đoàn vào báo cáo có điện thoại của tư lệnh quân khu gọi xuống gặp sư đoàn trưởng. Nguyễn Trân cầm máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đồng chí tư lệnh quân khu Chu Huy Mân. Địch đổ xuống nông sơn một tiểu đoàn, như vậy, quân số của địch tại đây đã tăng gấp đôi. Sư đoàn định sẽ xử trí như thế nào? Báo cáo ngay về bộ tư lệnh quân khu để có ý kiến. Báo cáo Tư lệnh, hiện chúng tôi đang họp Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh sư đoàn để xem xét việc này. Đề nghị Tư lệnh cho chúng tôi thêm 10 phút để hội ý với Thường vụ Đảng ủy sư đoàn. Sau 10 phút, tôi sẽ báo cáo ngay với Tư lệnh. Đồng ý. Đề nghị các đồng chí xem xét thật kỹ rồi báo cáo ngay cho tôi biết. Nguyễn Trân trở lại cuộc họp, phát biểu ý kiến của mình. Theo tôi, tình hình diễn biến của địch có thể có hai tình huống. Một là ta bị lộ, địch tăng quân đối phó. Hai là, địch thay quân. Khả năng bị lộ là rất ít, bởi nếu bị lộ, thì địch sẽ đổ quân kết hợp với phi pháo tấn công vào những nơi nghi ngờ, chứ không đổ quân rồi nằm im trong căn cứ. Như vậy, khả năng rõ nhất là địch thay quân. Đêm nay, trong căn cứ sẽ có hơn một nghìn tên. Nhà ở chưa làm thêm, công sự chưa đào kịp, bọn lính mới đến mệt mỏi, chưa nhận vị trí chiến đấu, bọn lính cũ, thì ỉ lại, có tư tưởng xả hơi. Thế nào đêm nay cũng kéo vào các ấp lùng sục quậy phá, bắt heo, gà ăn thịt. Đây là thời cơ tốt nhất để sư đoàn ta hạ quyết tâm tiêu diệt địch. Anh vung tay chém mạnh xuống một góc bàn. Cả cuộc họp đều nhất trí với ý kiến của Nguyễn Trơn, đề nghị bộ tư lệnh quân khu cho đánh. Nguyễn Trơn cầm máy báo cáo quyết tâm của sư đoàn với tư lệnh quân khu Chu Huy Mân. Trong lúc Nguyễn Huy Trương báo cáo với bí thư khu ủy Võ Trí Công, cả khu ủy và bộ tư lệnh quân khu 5 đều đồng ý với quyết tâm tiêu diệt cứ điểm nông sơn của sư đoàn. Trước khi gác máy, tư lệnh quân khu nói thêm. Trước đây, chỉ chuẩn bị đánh với một tiểu đoàn, nay phải đánh với hai tiểu đoàn, việc ấy có khác nhau đấy. Báo cáo tư lệnh cũng có khác thật. Khác như thế nào? Khác ở chỗ là trước đây một hầm chỉ có một tên địch, nay một hầm có đến hai tên địch. Trước đây, một quả lựu đạn chỉ diệt được một tên địch, còn nay, một quả lựu đạn lại diệt được hai tên địch. Nguyễn Trơn trả lời. Trúc sư đoàn 2 đánh nhanh, thắng lớn, tiếng tư lệnh quân khu 5 cười vang trong máy. 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7, một bộ phận công binh sư đoàn nổ súng đánh địch trên chốt cả tang, làm hiệu lệnh tấn công cho toàn mặt trận. Cùng lúc, công binh trung đoàn 1 được lệnh tháo chiếc cầu sắt trên đường 104, cắt đứt đường chuyển quân bằng xe cơ giới của địch. Để chặn các xuồng máy, cano của địch chắc chắn sẽ tháo chạy về phía hạ lưu. Nguyễn Trơn cho bộ đội công binh dùng dây kém gai biện thành những sợi dây cáp dài căng ngang qua sông Thu Bồn, đồng thời bố trí các khẩu đại liên ở bờ nam sẵn sàng nhả đạn vào ca nô địch. Đây là một sáng kiến độc đáo của anh được rút ra từ những bài học lịch sử trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo. Sau hiệu lệnh tấn công được phát ra từ đỉnh Cả Tang, các chiến sĩ Trung đoàn 1, Trung đoàn 36 thiếu, đồng loạt nổ súng tấn công vào các cứ điểm ngoại vi của địch ở Khương Quế, Trung Phước, Khương Nam 1, Khương Nam 2, các ấp chiến lược 1, 2, 3, 4, Khương Bình, đổi tranh thôn 4 Sơn Phúc, Hội đồng Sơn Thọ. Cùng lúc đó, bộ đội pháo binh sư đoàn thực hiện bắn chế áp vào các trận địa pháo địch ở An Hòa, Đức Dục, Nam Phước, Mậu Chánh, không cho chúng có thời gian phản pháo. Trên một khu vực rộng hàng chục cây số vuông, tiếng súng bộ binh và tiếng pháo, cối các loại nổ vang trời đất, làm dung chuyển cả hai bờ sông Thu Bồn và dãy cả tang, thạch bích. Trước sức tấn công ào ạt, mạnh mẽ của các đơn vị thuộc sư đoàn 2, các cứ điểm địch lần lượt bị tiêu diệt. 6 giờ ngày 18 tháng 7, toàn bộ hệ thống chốt điểm ngoại vi của địch đã bị quét sạch. 35 trung đội bảo an, 3 phân cục cảnh sát, 6 mâm tiền ngụy bị tiêu diệt hoặc bắt, 6 xã vùng Tây Quế Sơn được giải phóng. Đặc biệt, ở hướng sông Thu Bồn, hàng chục cano, xuồng máy của địch khi tháo chạy đã vướng dây cáp vào chân vịt đứng nguyên tại chỗ, bị một đại đội công binh trung đoàn 1, dùng đại liên đặt ở bờ Nam bắn chìm xuống sông, diệt và bắt hơn 100 quân ngụy. Đây là một cách đánh tuyệt vời, thể hiện sự thông minh của Nguyễn Trơn trong việc vận dụng truyền thống lịch sử của ông cha vào chiến tranh hiện đại. Đòn tiến công bất ngờ tiêu diệt các chút điểm ngoại vi quanh ký điểm Nông Sơn đã làm cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn một ngụy giật mình kinh hoàng. Ngay khi trời vừa sáng, một tốp máy bay trực thăng H-U-1A đã bay lên quần lượng quan sát trận địa bộ đội cao xạ 12,7 ly của trung đoàn 1 đang chốt ở núi Khương Quế đã tung lưới lửa lên bầu trời, không cho máy bay địch được tự do bay lượn. Tuy vậy tốt máy bay này vẫn ngoan cố lượn vòng thám thính, mãi đến khi bị bắn rơi một chiếc, chúng mới chịu quay trở về căn cứ. Trong lúc các đơn vị bạn diệt địch ở vòng ngoài, thì đại bộ phận trung đoàn 31 đã luồn sâu, áp sát đội hình vào cứ điểm Nông Sơn. Gần sáng, địch tử trong cứ điểm tung quân ra phản kích, định chiếm lại các chốt điểm lân cận nhưng bị các chiến sĩ trung đoàn 31 đánh bật trở lại. Sau khi đẩy lui quân địch vào bên trong căn cứ, bộ đội trung đoàn 31 tiếp tục xây dựng thế trận vây lấn, tấn phá. 8 giờ ngày 18 tháng 7, ánh nắng mặt trời bắt đầu xua tan những đám sương mù đang bao phủ đỉnh Nông Sơn. Những mục tiêu trong cứ điểm hiện rõ dần trong ống nhòm của bộ phận trinh sát pháo binh. Các trận địa pháo đã đến giờ khai hỏa. Hàng loạt quả đạn pháo từ trên các điểm cao gần đó thi nhau phóng vào căn cứ Hàng loạt tiếng nổ như sấm sét vang rền cả cứ điểm. Ba trận địa pháo gồm 6 khẩu 85 ly, được giao nhiệm vụ trong một ngày mỗi khẩu phải diệt 5 lô cốt ở tầng 1 và tầng 2. Đến 18 giờ ngày 18 tháng 7, hầu hết các lô cốt địch trong căn cứ đã bị pháo phá hủy. Sau hai đợt bắn chế áp, các trận địa pháo chuyển sang bắn phá hoại, với khẩu hiệu đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng. Các trận địa pháo nòng dài 85 ly được kéo lên các mỏ núi ở phía Nam Nông Sơn từ hai ngày trước, đã hạ nòng bắn thẳng vào từng lô cốt công sự địch. Mỗi lô cốt bắn từ 4 đến 6 quả, khi nào xác định đã bị phá hủy hoàn toàn thì mới chuyển sang lô cốt khác. Khói bụi bay mù mịt, một số quân ngụy chịu không nổi đã phải bỏ ra ngoài công sự để thở. Thấy tình thế ở Nông Sơn càng lúc càng nguy ngập, nguy cơ mất tuyến phòng thủ phía Tây Nam Đà Nẵng đã lộ khá rõ, Ngô Quang Trường tư lệnh quân đoàn một quân khu một ngụy, lệnh cho sư đoàn 3 gấp rút đưa quân từ Súng Mây lên An Hòa để giải nguy cho nông sơn, đồng thời lệnh cho không quân tập trung bắn phá vòng ngoài để yểm trợ cho quân ngụy bên trong căn cứ cố thủ chờ viện binh. Được lệnh Ngô Quang Trường, các phi đoàn không quân ngụy ở sân bay Đà Nẵng lập tức xuất phát. Hàng chục tốp máy bay phản lực, trực thăng thay nhau ném bom, phóng dốc két vào các vị trí bộ đội đang chiếm giữ. Dưới sức nóng của bom và nắng mặt trời, những chảng cỏ tranh quanh cứ điểm bốc cháy. Cả nông sơn thành một chảo lửa khổng lồ. Nhiều chiến sĩ trung đoàn 31 bị ngất vì nóng và nắng. Sư đoàn phải điều quân đưa nước lên cấp cứu. Để giải tỏa áp lực của không quân địch, Nguyễn Trân lệnh cho bộ đội tiểu đoàn cao xạ 37 ly phối hợp với các trận địa phòng không sư đoàn. Di chuyển đến các điểm cao, kiên quyết bắn rơi các máy bay địch, không cho chúng được tự do hoành hành. Sau khi sốc lại đội hình, các chiến sĩ cao xạ phòng không đã bắn rơi một phản lực, ba trực thăng HU-1A buộc chúng phải bay tản ra xa. Tình hình lập tức được cải thiện. Các chiến sĩ trung đoàn 31 liền dê đội hình đến sát hàng rào cuối cùng. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 7, đứng trên đài quan sát của sở chỉ huy sư đoàn, Nguyễn Trơn dùng ống ngòm quan sát cả trận địa. Anh thấy hầu hết các lô cốt, công sự của địch đã bị pháo phá hủy. Bộ phận trinh sát báo cáo với anh rằng đã xác định được 38 trên 41 lô cốt đã bị sập, không còn khả năng sử dụng trao đổi điện đàm với trung đoàn trưởng trung đoàn 31. Anh nhận thấy thời cơ tiêu diệt dứt điểm căn cứ nông sơn đã xuất hiện, liền lệnh cho pháo binh bắn cấp tập lần cuối cùng, dọn đường cho bộ binh sung phong. 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, sau khi vừa dứt tiếng pháo, các mũi xung kích của trung đoàn 31 từ các hướng đồng loạt bật dậy sung phong thẳng vào cứ điểm. Tuy bị thiệt hại nặng sau các đợt bắn sát thương của pháo binh quân giải phóng, nhưng sức chống cự của địch vẫn còn khá mạnh. Ở hướng chủ yếu, các chiến sĩ trung đoàn 31 phải giành giật với địch từng đoạn hào giao thông. Ở hướng bắc căn cứ, bộ đội phải đánh giáp lá cà với địch, giải quyết từng tên một. Từ đường chính, phân đội thọc sâu thực hiện đánh tiêu diệt địch. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 7, căn cứ Nông Sơn đã bị các chiến sĩ trung đoàn 31 tràn ngập. Trong giờ phút tuyệt vọng cuối cùng, chỉ huy địch đã cho nổ quả mìn tự hủy gồm hàng tấn thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước một cột khói bốc cao hàng chục mét sau một tiếng nổ long trời lở đất cả căn cứ chìm trong cát bụi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi